Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, chi bộ là nền móng của đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Bởi vậy, vai trò của người đứng đầu chi bộ càng trở nên quan trọng. Vì muốn có nhiều chi bộ tốt, cần thiết phải có nhiều bí thư chi bộ giỏi. Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ giỏi, vì thế luôn là nhiệm vụ được các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng quan tâm. Tại Đảng bộ Thạch Thang, quận Hải Châu, với phương châm mỗi một chi bộ tốt từ cơ sở sẽ là những viên gạch vững chắc trong thành trì tư tưởng của đảng, địa phương đã triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình chi bộ 4 tốt với các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng loại hình chi bộ. Để mô hình này có sự lan tỏa và kể đến vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ bí thư chi bộ. Triển khai cụ thể đến từng đảng viên để cho từng đồng chí đảng viên nắm rõ được cái nội hàm của mô hình chi bộ 4 tốt và đồng thời cũng cho các đồng chí thực hiện cái học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh ấy, thì cũng đã lồng ghép và đăng ký thực hiện một trong bốn cái nội dung mô tốt này. Thông qua thực hiện mô hình này thể hiện cái phương thức lãnh đạo, cái vai trò lãnh đạo của chi bộ ở khu dân cư. Bởi vì từ chi bộ khu dân cư thì đó là cái nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa đảng với nhân dân. Thông qua cái cầu nối này để tuyên truyền triển khai các cái chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Xác định vai trò quan trọng của bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, thời gian qua nhiều hội thi bí thư chi bộ giỏi được các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho bí thư chi bộ cũng như cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ tại cơ sở. Đây là cũng một là dịp để các đảng viên cũng như các cấp ủy trong các chi bộ đảng, các tổ chức đảng cơ sở để học hỏi giao lưu, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ đảng của mình. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất là sâu rộng để giúp cho cán bộ đảng viên mà đặc biệt là các đồng chí cấp ủy được cập nhật các kiến thức cũng như là học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm để cố gắng xử lý các tình huống tại các chi bộ cũng như là đảng ủy cơ sở cấp dưới. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy. Chỗ nào chi bộ kém, công việc xộc xịch. Thực tiễn cho thấy, chi bộ không chỉ giữ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, mà còn là cầu nối trực tiếp giữa đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ giỏi là yêu cầu cấp thiết, là công việc phải làm thường xuyên, liên tục, góp phần làm tăng uy tín chính trị, vai trò lãnh đạo của đảng trong bối cảnh hiện nay.